chân lẻ. Thở. Nói là vấn nạn. Nói được. Bạn ấy chờ, bạn ấy sẽ biết. Thì sẽ cảm xúc ra. Sẽ cảm xúc trong cho bình hơn. Đi đau lúc đó nói. Hôm nay ngủ ngon được. 3 ngày. 3 ngày sau gặp lại. Sau đó, nhiều chú em đầu đầu này. Đã không? Nói cảm ơn. Cảm ơn.